Thưa quý vị, là dự án trọng điểm của thành phố, từ đầu năm đến nay, dự án Cảng Liên Chiểu, phần cơ sở hạ tầng dùng chung được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời khâu giải phóng mặt bằng tuyến đường đuôi cảng cũng thực hiện quyết liệt để tạo thuận lợi nhất cho việc thi công dự án. Đây là nút giao tuyến đường Nguyễn Văn Cừ với đường vào dự án Cảng Liên Chiểu đang thi công. Cùng với các hộ dân khác ở khu vực này, vừa qua gia đình ông Khanh đã đập bỏ nhà cửa, di dời đồ đạc để bàn giao mặt bằng cho dự án thi công thuận lợi. Ở trắng này cái đường rất là chập, nên nhờ chú cũng là vận động máy và chú thố gỡ trước để cho cái đường xe rộng viễn đi ra vào cảng chở vật liệu ra vào cảng, bỏ an toàn cho xe cộ và thuận lợi cho bên dự án. Dự án tuyến đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu có chiều dài 2,9 km với 255 hồ sơ giải tỏa, trong đó có 106 hồ sơ mới và riêng mặt tiền đường Nguyễn Văn Cừ thì có 40 hộ dân. Đến nay tiến độ giải tỏa đã đạt 30%, trong đó 8 hộ dân mặt tiền đường Nguyễn Văn Cừ gần nút giao vào dự án đã bàn giao, tạo thuận lợi cho việc mở rộng phạm vi ra vào, giúp đảm bảo an toàn giao thông khi các phương tiện vận tải vận chuyển đất đá, thiết bị thi công dự án. Một số vị trí là cần mặt bằng để thi công trước, đặc biệt là cái chỗ một số hộ ở cuối đường ngay Nguyễn Minh Cư, là cái chỗ đó là cái nút thắt để vô trong bến cảng, thì hội đồng giải phóng mặt bằng cũng đã tập trung tiếp dân và vận động người dân đã bàn giao mặt bằng. Theo ghi nhận, từ đầu năm đến nay, không khí thi công tại dự án Cảng Liên Chiểu luôn sôi động và các hạng mục được đảm bảo tiến độ đề ra. Trong đó, tuyến đường tạm đạt 131 m, các tuyến bờ bao chứa nạo vét cũng đảm bảo tiến độ đề ra. Tuyến chính kè và đê chắn sóng hiện đã thi công được 1.134 m và sắp sửa hoàn thành. Ngay từ những ngày bắt đầu triển khai dự án thì chúng tôi đã tập trung mọi nguồn lực để mà triển khai thi công theo cái tiến độ của hợp đồng đã cam kết với chủ đầu tư. Hiện tại chúng tôi đang triển khai đồng loạt cả các cái hạng mục công việc, gồm có cái triển khai thi công cái đường giao thông, triển khai thi công nạo vét cái hồ móng của đê chắn sóng và triển khai thi công đê chắn sóng. Đến nay, tổng giá trị thi công dự án Cảng Liên Chiểu đã đạt khoảng 190 tỷ đồng. Sau khi huy động đủ bộ ván khuôn, khối đá sóng Rakuna 4 hiện đã đúc được 318 khối 12 tấn và 630 khối 25 tấn. Từ nay đến khi bước vào mùa mưa, thời gian là không nhiều. Vì vậy, Ban Quản lý và liên doanh nhà thầu sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công để có thể hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2023 là hoàn thành khoảng 80% hạng mục đường giao thông, 30% khối lượng thay móng đê và 20% thi công đê, đồng thời hoàn thành thi công bãi chứa vật chất nạo vét.